bay như một bầy thú, đi đội đỡ mướn, gạt cây hiền và cầm bẫy của tụi bay, kéo hút máu họ. Tụi bay là những con chuột cống đáng ghê tởm. Trong mong chờ hạt mưa đây, xua tan mọi buồn nhờ cho mắt ở thờ. Tìm cơn gió thù xa vắng, ngày xa mãi rồi, mình ta thấy môi sớm hao gầy. Một đời tăm tối không về, cha tia nắng buồn, để ta thấy buổi sớm yên bình. Một ngày nắng lên, một ngày nắng. Hồng Quân, ai đằng sau tôi trở về quê cũ, gánh được điểm trăng để tìm lại kẻ chung tình. Quay gánh dây tôi thờ thần một mình, được diễn trong leo lẻo như soi rõ bóng hình tiều tủy của tôi. Tiếng gà đã gáy sang canh, trăng 16 đã nhô lên khỏi đầu khóm trúng. Tôi bâng khuâng bên thành giếng nước, lòng phân vân chưa dội bước chân. Vậy bé hai, con muốn ở đây. Ừ, thôi, cho nó ở lại đây, nó chơi tối nay đi. Dạ, dạ con về. À, còn chuyện kia đó. Dạ. Để thư thả vài bữa nữa đi, rồi thầy trò mình tính, ha. Mình còn tính gì nữa thầy, con nghĩ là thầy cứ bán đi. Tiền đó thầy cứ gửi ngân hàng, hay là thầy đưa cho nhà con giữ giùm. Sao là an dưỡng tuổi già, rảnh thầy kể chuyện đời cho thằng hai con Lộc nó nghe. Nói rồi, để thư thả vài ngày nữa đã. Dạ. Dạ con xin phép. Ba má về. Hai, ở lại ngoài nhà con. Liêu. Thưa thầy con về. Ừ. Về cẩn thận đó nghe. Dạ. Dạ. Nội con về. Chú Sáu này cũng thiệt kỳ, thấy tụi tôi thì cứ lên tiếng đi, cứ im ỉm làm tôi hết hồn. Chú Sáu, con hỏi thiệt chú nha, chú đã bao giờ xin được con cá nào chưa vậy? Con hỏi khó quá. Chú không biết xin cá mà còn bày đặt đi đêm. Dạ con
không hiểu gì đó. Đi ban đêm á, con cá nó mệt, nó ngủ, mình mới khiêng được nó. Dù sao xiên ma thì có, không có xiên cá đâu. À, nói gì kỳ vậy? Ba biết má vốn sợ ma quỷ nên nên hù má đó. Không có đâu, chú cháu cũng là ma chứ nè. Chú cháu ma chú sao mà ma nó cười quá rồi. Chú cháu là ma chú rể mà. Chú cháu là ma nè. Chú Sáu cho cụ nước. Vô nhà uống miếng nước đi. Hỏi em về luôn. Giờ em không có đi khi ma nữa, mà em phải dình khi mấy con độc trâu mặt nữa. Cái thằng chú ngủ ngon. Ờ vậy ha. Dạ. Anh, nhỏ Lộc nhà mình á dạo này lanh lắm. Ờ, mà không biết lúc nãy sao chú Sáu lại có ngoài bờ sông vậy? Em quan tâm tới chuyện đó làm gì? Dọn về đây ở rồi, em vẫn không thấy yên tâm sao? Em có hạnh phúc không? Anh không nhìn thấy được hả? Vậy là được rồi. 3 năm hạnh phúc nhiều hơn 30 năm trôi nổi. Em muốn cả cuộc đời này. Vậy thì cứ bám vô anh. Đó là phải cẩn thận đó. Dạ. Bán sao em? Mấy anh muốn gì? Thấy em tươi, tụi anh giảm giá cho. Nhưng muốn buôn bán ở chỗ này thì phải nộp thuế cho đại ca. Rõ chưa hả? Mấy thằng khốn nạn tới nước rồi đại ca. Anh. Chào mấy anh. Mày là chủ tiệm hả? Là vợ tôi. Tôi có thể thay mặt cô ấy. Tốt. Miệng thì nói, tay thì làm. Mày cho tiền ăn xin hả? Tôi chỉ có chừng này thôi. Lần sau quay lại đi. Không có tiền á, đừng mà đặt bụng quét. Em dễ thương vậy, quen thằng nghèo rớt mồng tơi làm cái gì? Còn mày nữa, lần sau tao tới á, phải có tiền nha mày. Tao đem con vợ của mày đi chơi vài bữa. Muốn chơi chơi đâu nè. Đập chết đứa cho tao. Mày nhớ mặt tao đó. Có giỏi mày chờ đại ca tao tới. Đi. Chú Sáu có sao không? Em không sao. Mẹo.
Mày có bị làm sao không vậy? Anh yên tâm đi, em dỗ câu câu cô. Thôi, giỡn hoài. Nghe nói là đại ca của tụi này là giang hồ khét tiếng đó chồng. Chính vì vậy mà em giấu anh. Chuyện tụi nó tới đây quậy phá rồi thu tiền bảo kê nữa có phải không? Em tính là đưa ít tiền cho qua chuyện, ai ngờ nó tới nó đòi thêm tiền. Với lại đợt này em lo tiền cho con đi học nên xoay sở không kịp. Không sao đâu em, chuyện còn lại cứ để anh lo. Ra trước đi nói chuyện đầu lên. Sao nay nè mua nhiều đồ vậy nội? Nhiều đây mà dầm dò gì? Mệt hả? Mỗi bữa biểu luyện tập không chịu ghe đâu, làm biếng không à? Nói con chào con nữa. Ủa mà nội, nội nói cho con nghe, ba má con. Ba má con. Hả? Ê ông già, rảnh không? Nói chuyện chút chơi. Ơi. Không chịu đăng đăng đê đê, có rảnh đâu mà nói chuyện chơi với mấy cậu được. Tôi nói thiệt sao mấy cậu cứ đi quậy phá vậy, không để ai yên thân gì hết à? Bây giờ dứt khoát một câu thôi nghe, tụi bay muốn gì? Muốn đập ông chứ muốn gì? Lên. Ông nội đã hay quá à. Ông hả? Đi à? Ha ha, ông đổ tôi ha. Muốn chưa? Muốn chưa? Không. Muốn chưa? Không. Muốn chưa? Không. Muốn hả? Ở bốn thì bốn. Đó kìa anh. Hai mẹ con đi vui ha. Mẹ, mẹ chạy từ từ thôi. Ba biết rồi. Nè, hôm nay con học được mấy điểm? Dạ, toán con được 9 điểm. Vậy hả, giỏi quá. Vậy văn con được bao nhiêu điểm? Văn con được có 7 điểm à. Ồ, vậy hả. Vậy con gái ba đừng có buồn nha, cứ cố gắng lên, từ từ mẹ sẽ giỏi mà. Ui cha. Ôi, có sao không? Dạ con không sao. Biết chạy xe không hả? Hai người có sao không? Sao cái gì? Xe hư rồi nè. Đền đi. Đền đi chứ nhìn gì nữa. Hai mẹ con chạy nhanh đi. Chạy nhanh đi. Nguy hiểm quá. Chạy lên. Chạy lại đi em phải. Sao mày không? Bọn chở chị đi. Nhất. Tôi chạy được. Bất chốt. Nói nghe nè. Chị Tư, mới nhìn tôi qua chỗ thì chính, chẳng là vợ chồng bị Dũng đang chạy loạn. Ừ.
bên kia. Lục thoát kỹ vô. Dạ, đủ mấy cái chỗ nữa kìa. Dạ. Qua bên kia kìa. Để tao. Sao? Thấy gì không? Không, lục hết rồi không thấy. Vậy hả? Bên ta cũng không thấy. Anh để gọi, đây nè, chuyện hay đi. Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở... Anh đang ở ngoài bờ sông. Ít ai biết lắm. Thằng sao đó rồi. Không có đó. Không biết là như thế nào nữa. Kiếm kỹ lần nữa coi. Anh biết chỗ hai má con rồi. Ráng ở đó đợi anh. Anh sẽ tìm cách để qua đó. À, mình nè, mình nhớ đừng gọi cho anh. Cái nào cần anh sẽ gọi. Ông mày! Ở đây nè! Ba đang ở đâu vậy má? Rồi, hồi lại đi! Đi đâu? Dạ. Alo. Thưa con đây thầy. À sao Dung hả? Dạ, thầy gọi cho con có chuyện gì không thầy? Thằng Dũng có nói vợ chồng mà chạy lộn là sao vậy? Dạ, khi không có một tụi tới truy sát anh Dũng. Rồi sao nữa? Dạ, rồi chú Sáu chở con với bé Lộc đi trốn. Còn tụi nó thì đang dí theo anh Dũng á thầy. Nói vậy chắc ta phải tạm chuyển chiếc ghe để qua khúc sông khác để đảm bảo an toàn cho thằng bé hai. Dạ, thưa thầy, thầy có thể đưa thằng bé hai qua chỗ tụi con được không thầy? Không được. Tụi bay lo cho mình còn chưa xong. Dạ ta thấy vậy. Ở đất này đó, giáp đụng cho thằng Dũng á, chỉ có vài đứa thôi. Nghe mẹ kể, tụi này nó không nói nhiều, nó quơ dao chém liền vậy á. Chắc chắn á, phải là kẻ thù cũ rồi đó. Dạ, con cũng thấy vậy. Nên ta hiểu ý của thằng bé Dũng. Tốt nhất tụi bay nên lánh đi đâu đó một thời gian đi. Về phần thằng bé hai á, tụi bay yên tâm đi. Dù khô máu, tao cũng không cho đứa nào đụng vô đâu. Tao tin thằng Dũng cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, theo luật của giang hồ đó, không cho phép đụng vào đàn bà và con nít. Hiểu chưa? Dạ, dạ con hiểu rồi đây. Ba, ba. Anh Bảy. Con gái. Anh Bảy hả? Anh có sao không? Ờ, không sao. Ba làm mẹ với con lo chết đi được. Anh đồng ý với thầy. Cứ để thằng hai bên chỗ thầy đi. Còn gia đình mình thì... Cảm ơn sao bé. Nhỏ thôi mà. Với lại em làm vậy để anh biết em nghĩ khí đến cỡ nào.
Đồ có chết em. Nè, đừng có nói xui. Mà sao mày tới kịp lúc vậy? Hồi sáng em đang phở. Ê, đứng lại mày. Đi đứng kiểu gì vậy? Đụng người ta không biết xin lỗi hả? Nhìn đi. Hả? Nhìn hả mày? Hả? Anh Sáu nè. Có sao không anh? Anh có bị sao không anh? Anh Sáu. Hả? Không sao. Anh Sáu. Tao học võ từ nhỏ mà. Kim ca bất bại mà làm gì có sao. Dạ. Dạ em biết mà. Không biết tụi mình còn lành lặn về không đây? Mày lo cái gì? Đại ca đã lên kế hoạch hết rồi. Lần này bé Dũng chỉ có đường chết. Hai mẹ con vô đi. Con mệt lắm hả con? Dạ mệt. Anh, hay là sáng mai mình bắt xe sớm đi thẳng lên Sài Gòn luôn. Em có người quen ở trên đó hả? Anh không nhớ là bữa trước anh nói có thằng đen nào ở trên Sài Gòn đó. À đúng rồi, em nhắc anh đã nhớ đó. Anh gọi thử cho nó coi sao. Rõ ràng tôi nói chỉ cần á, chỉ làm như vậy thì mới tốt hơn được em. Ba nói phải đó má. Con nhất biết cái gì mà xen vô chuyện của ba má. Chỉ có bé Lộc là người hiểu ba nhất. Ráng nha con. Dạ. Bà hứa hết trớt tụi nó sẽ từng gặp hai mẹ con. Ba Kiên cắn con. Qua kia kìa. Chạy lên. Anh sẽ đánh động tụi nó. Hai mẹ con cứ chạy nha. Em biết rồi. Ba
gọi nè. Dạ. Alo, chồng hả? Anh đây, em mẹ con em sắp tới nhà về Út rồi. Sao Dung, sao Dung, sao Dung à? Tìm tao hả? Ông nội mày nè. Sao? Mày liều mạng về đây chứng tỏ là mày muốn lấy cái thứ đó phải không? Thứ đó là thứ gì? Vật quan trọng của anh hai. Mày đưa nó ra đi, mày sẽ được sống. Tao không biết là mày đang nói chuyện gì. Tao chỉ biết là mày đang giữ vợ của tao. Mày giữ thì mày đưa ra đi, mạng mày còn. Tao không giữ đồ của người khác. Vợ con tao đâu? Tao không giữ vợ con tao nào hết. Sao giang hồ trả mãi không hết nợ, chính người thân của tụi bay sẽ phải trả nợ thay. Tao nhắc lại một lần chót, nếu mày không đưa... Tao nhắc lại một lần chót, tao không giữ đồ. Mày về nói với anh hai, thằng Bảy Dũng này không muốn đụng tới ai, nhưng mà một khi ai đã đụng tới gia đình của nó thì người đó sẽ phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Lên. Trời ơi. Anh hai, nó chạy rồi, giùm về hả anh hai? Đi. Dạ. Tụi bay theo tao. Đi đi. Dạ. Chẳng chờ quay. Bằng hai. Cái kinh nghiệm trong này là phải có chút đầu. Ấy, tao kìa. Nhanh lên. Đéo tiền thuê nữa. Đã thuê là phải làm hết các nghề như là theo bồng. Từ xa đéo có chuyện mà chỉ có nguyên nhân chính cái chuyện hợp đồng 100% người ta đã thuê tư vấn là như thế nhá. Là tư vấn nó phải làm hết chọn gói 100% nhưng có đúng chuyện đúng là làm được vời thế đâu, làm được vời. Có chuyện đó là không xong. Đã rồi cái này rồi thì bây giờ làm như thế. Dạ chưa, nó là đáp đâu. Anh hai thông cảm, tại lúc đó nó leo lên mô tô, tụi em dí theo cũng kịp. Đang đâu đi. Tôi đã đính kèm nữa đâu. Chưa chưa, tao phải nói hả? Đính cái gì thế nào? Đính kèm file. Anh hai. Đính rồi đây. Đính đâu? Đính lúc nào? Trong này.
chứ đính. Đính thì em phải biết chứ, trong máy nó phải có chứ, hay em cóp xuống cho nó hay thế nào chứ. Nó đánh vào má. Sao lại đánh em? Không, đấy là đánh chứ không còn đính thì em bắt mày giống. Đậu đi quên. Quên mày. Thế nên là mình vẫn sửa. Mày. Tụi bay, đi theo tao. Sửa một cái chai này cho mày không một tí. Đi nhanh ra đi. Đéo có gì vậy, cái này nấu trực tiếp một người nấu qua mạng nhưng không nhất thiết là phải áp lên kệ nó. Được cơ. Càng được tránh được nhiều thì càng tốt, đừng có sau lúc mà sơ sơ đừng nói lớn quá. Về mà chắc là nó nhốt về con chị Dung quanh quẩn đây thôi, không ở nhà hai đầu lá thì ở chỗ khác rồi. Chỗ nào? Em đâu có biết. Trước kia đã bảo tất cả những cái gì đừng có vội làm gì cả. Quan trọng nhất là cái trọng yếu này, đừng bao giờ để những cái lề không phải là kẻ dở tâm cơ như vậy đâu. Mà quan trọng nhất là cái căn cứ đủ chưa, rồi là cái giá trị đúng chưa. Tao lo. Chứ em gửi tranh không phải giữ vợ của tao. Cái ngày tháng cái khác. Cái lệnh phát anh một cái hương em. Đây là thêm một anh hai sâu lưng nữa. Con em vẫn hay nặng nề. Anh hai là thằng nào vậy đó ca? Một người chỉ ngồi một chỗ mà ra lệnh. 30 phút sau mày bị giết. Thì đấy thì em lên trên mạng em đau luôn xuống để mà đọc. Vậy thôi em tu lẹ ra. Thì quan trọng anh đã bảo rồi, cái nội dung này là cái quan trọng đấy. Em cứ đẩy cái thứ vớ vẩn ấy, đến lúc mà cái giá thành tiền nó sai mẹ rồi thì làm sao. Vừa phải đừng có nhắc quá mà thì không dùng nó bảo em nhắc nhiều thì một cái thôi. Cái mà trọng yếu này sao tập đúng rồi không thử xem có khớp không, không khớp gì. Ở ý đó đấy nó là cái trọng yếu cứ đi mà cho kỹ vô. Dạ. Có sao không? Có sao không con? Tính vô đây ở quầy hả? Em hết tiền rồi nha. Nhiều chuyện. Đứng đây đi anh. Đấy. Ừ. Toàn bộ cái nội dung đấy anh thôi. Nhưng mà sao nó lại phải trong đấy có hai gói thầu, nghĩa là một đây là cái dự án. Thế thì thế thì ở trên cái trang mạng bắt buộc là phải áp cả gói này thì nó mới cộng tổng nó mới hết cái số tiền này được. Cơn gió giang hồ nào đưa anh lại đây vậy? Cái này còn là cái dự án hay đồng lại hai gói mà đây có hắn vô cớ đụng anh hả? Cái quyết định này, quyết định phê duyệt này có liên quan tới anh hai hả? Đăng lên cái hệ thống anh muốn trang mạng của bộ tìm hiểu thêm về con người này là tướng với trang đăng cái quyết định phê duyệt này. Quyết định phê duyệt này là phê duyệt cho cả hai gói chứ không phải là cho một gói. Và tao làm thế là đúng đấy. Thì như những gì anh đã biết thôi. Thêm gói thầu là nó không mất thêm gói thầu sao là phải thêm hết tất cả cái gói. Nóng tính vậy. Của cái này. Đâu? Thế những cái từ ngữ nào không chuẩn bảo nó gửi file mềm này mà sửa. Em phải có chính kiến đi chứ không có để làm mỡ làm gì. Má ơi, má làm con tấm mặt quá à. Là sửa, nghĩa là mai em còn photo ra còn có sợ, không sửa, con đây photo ấy để cho mà nhớ. Má mới là người đáng sợ. Lại sửa không hết được đâu.
Con tin chắc ba sẽ đến cứu má con mình. Ví dụ như cái này là ba cũng tin vậy. Nhưng mà bằng cái tờ photo nhá, xong rồi sửa luôn cái giá trị đúng nó vào đấy. Lúc sau lại là ông mình gõ là mình cứ nhìn thẳng vào cái chỗ mình đã sửa rồi, không cần phải đọc lại nữa. Cách thức nó là như thế.